500 đô la ở cửa hải quan và tham nhũng vặt. Ngã tư sở khi nào hết khổ. Ông Nguyễn Viết Dũng bị phạt 6,5 triệu đồng. Sinh viên bức xúc vì phải nộp tiền máy lạnh theo tín chỉ, trường khẳng định làm đúng. Thu phí quốc lộ 51, Cục trưởng Cục Đường Bộ nói như đang đi giữa hai làn đạn. 500 đô la ở cửa hải quan và tham nhũng vặt. Thưa quý vị và các bạn, chỉ ít ngày sau vụ việc đinh đám xung quanh chuyện một cán bộ xuất nhập cảnh ở sân bay nội bài bị du khách Singapore tố đòi tiền tiếp, thì tiếp tục một nhân viên hải quan sân bay Tân Sơn Nhất lại bị tung lên mạng, clip cho rằng đòi 500 đô la bồi dưỡng. Đúng sai thế nào, xử lý ra sao đang chờ cơ quan chức năng kết luận, nhưng những điều tiếng như thế chẳng phải chuyện lạ. Bài viết của tài khoản Facebook tên Kugan Pillai từ Singapore cho rằng, Nhân viên xuất nhập cảnh viết chữ tiếp lên vé máy bay của tôi và anh ấy phải đưa 500.000 đồng gây xôn xao dư luận bởi đây là điều khá hiếm. Khi bị tố rõ và công khai như thế, nhân viên kia đã bị đình chỉ, sự việc đang được làm rõ bởi không chỉ vì sự liêm chính của cán bộ mà còn là thể diện quốc gia. Mấy hôm nay vụ việc trên trừ lắng xuống thì một hành khách người Việt từ Australia về, tố nhân viên hải quan ở Tân Sơn Nhất đòi 500 đô la để cho qua số hàng mang về quá quy định. Đây là cách mà hành khách này cho là bị vòi vĩnh. Trời ơi, có nhiều tình huống xử lý rất được và ông nói sao nhiều quá vậy. Ví dụ bây giờ có nhiều thứ ông dán vào mắt tôi. Tôi lờ cho ông đi, ông dán bao nhiêu để tôi lờ, tôi nói rất rõ ràng cho ông hiểu. Nhân viên hải quan ấy biện minh rằng đùa giỡn cho vui trong lúc xử lý công việc và không thừa nhận việc vòi vĩnh tiền trong quá trình xử lý công việc. Còn cấp trên trực tiếp thì nói không có việc cán bộ hải quan vòi vĩnh 500 đô la như phản ánh tố ra sao và nói thế nào thì nhân viên này cũng đã bị đình chỉ công tác chưa làm rõ. Cho đùa dẫn này cũng đã lan khắp nơi trên mạng xã hội và tràn đầy các báo y như con số 500.000 tiền tiếp trên. Cho đến giờ chưa có đủ bằng chứng để khẳng định hai nhân viên trên đòi ăn tiền của hành khách. Làm mất mặt nước nhà và chỉ là chẳng may bị lộ. Tuy nhiên không khó để thấy. Từ rất lâu, dư luận đã dâm gian, thậm chí có vụ đã bị xử lý vì nhũng nhiễu, cò con hay tham nhũng vật Như thế, có thể tiền ít nhưng tiếng xấu lại rất xa và vang. Chắc chắn câu hỏi bằng chứng đâu rất khó trả lời ở những nơi cấm quay phim chụp ảnh như thế. Tuy nhiên quá dễ để thấy những phản ánh tương tự trên nhiều diễn đàn. Không ít lần trên diễn đàn quốc hội và trong nhiều cuộc họp cấp cao, tham những vật đã bị chỉ mặt điểm tên và xem đó như nguồn gốc dung dưỡng cho những đại án lớn tương lai đại biểu quốc hội nguyễn anh Chí nhận định hình thức của tham nhũng vật rất đa dạng và ngày càng tinh vi gây phiền hà làm kéo dài thời gian giải quyết công việc giải quyết không đến nơi đến trốn không khách quan với cách làm đó người dân doanh nghiệp phải đi lại nhiều lần bị đòi hỏi phải quả cáp biếu xén nhiều vụ việc còn đòi hỏi phí bồi trơn đáng sợ việc này ngày càng trở nên phổ biến và có thể gặp ở mọi lĩnh vực như khám chữa bệnh làm các thủ tục hải quan xây dựng, tư vấn đất đai, các kỳ thi tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ, làm luận văn luận án, phòng học hàm học vị. Việc vặt như thế đã trở thành vấn nạn rồi giờ đây lan ra ngoài quốc gia, tái tiếng đến tận quốc tế, dài dẳng và nhức nhối. Không còn là chuyện của đại gia lắm tiền nhiều của cần việc chạy nhanh hay doanh nghiệp phải lót tay để cho lọt ABCD gì đó mà bất cứ ai cũng có thể thành nạn nhân. Cầm mãi thành quen, chuyện nhỏ cứ bỏ qua và nhắm mắt dần dần thành chuyện lớn ở cương vị cao hơn và tham nhũng cứ được nuôi dưỡng dần như thế. 500 đô la không quá nhiều, câu chuyện ở hải quan Tân Sơn Nhất hay xuất nhập cảnh nội bài chưa quá lớn nhưng hệ lụy tương lai sẽ khó lường nếu vẫn dơ cao đánh khẽ. Ngã tư sở khi nào hết khổ Thưa quý vị và các bạn, người Hà Nội vui vì đường vành đai 2 trên cao sắp được thông xe đoạn Vĩnh Tuy ngã tư sở. Vui đấy, nhưng lại lo ngã tư sở vẫn lại là ngã tư khổ, Dự án vành đai 2 trên cao đoạn Vĩnh Tuy ngã tư Sở bao gồm cả phần mở rộng dưới thấp có tổng vốn đầu tư hơn 9.400 tỷ đồng. Trong đó tuyến vành đai 2 trên cao dài hơn 5 km, điểm đầu tiếp giáp phía nam cầu Vĩnh Tuy, điểm cuối giáp với nút giao ngã tư Sở. Những tưởng khi đưa vào sử dụng, tuyến đường này sẽ giải quyết được nạn ùn tắc giao thông. Nhưng không, hãy thử hình dung, đoạn đường trên cao đang đẹp nhưng đến nút giao ngã tư Sở thì tắc không khác nào chỗ thắt nút cổ chai. Hai năm trước khi vành đai 2 trên cao đoạn ngã tư sở, ngã tư vọng, thông xe đã gây ra ùn tắc cục bộ ở đường gần nút ngã tư sở. Nguyên nhân là lượng xe gấp đôi sức chịu đựng của ngã tư sở và câu chuyện làm sao phân luồng cho khoa học tại đây vẫn là điều chưa có câu trả lời rõ rệt. Thời điểm đó, người dân chỉ ra ngay bất cập, đó là thời gian tín hiệu đèn xanh đỏ ở ngã tư sở không hợp lý, hướng trường trinh láng. Thời lượng đèn đỏ hơn 70 giây, hướng đường Trường Trinh dễ trái sang đường Nguyễn Trãi hơn 90 giây, còn đèn xanh từ 21 giây đến hơn 30 giây. Thậm chí trên báo chí có bạn đọc hiến kế rằng nên chăng lại làm một hầm chui qua ngã tư sở hoặc đường trên cao vành đai 2 cần được nối dài từ Trường Trinh sang Láng, nghĩ là sẽ có cầu vượt trên cầu vượt. Thực tế trong quy hoạch, tuyến đường vành đai 2 còn có hệ thống đường trên cao kéo dài từ Trường Trinh đến cầu giấy nhưng không biết bao giờ sẽ triển khai. Hàng chục năm trước, ngã tư sở là điểm đen, ùn tắc giao thông, tới mức bị chuyển hẳn địa danh thành ngã tư khổ. Câu chuyện loay hoay phân luồng tại ngã tư này cũng đã diễn ra nhiều năm như một minh chứng hùng hồn về việc quy hoạch hạ tầng giao thông Hà Nội trồng chéo thiếu đồng bộ. Nên nhớ rằng đây là dự án Thủ tướng chấp thuận chủ trương đầu tư. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã phê duyệt dự án tháng 3 năm 2018 theo hình thức hợp đồng BT, đổi đất lấy hạ tầng. Nhà đầu tư là một tập đoàn tư nhân lớn đã nỗ lực hoàn thành với mục tiêu khắc phục được tình trạng ùn tắc giao thông trên tuyến. Xử lý câu chuyện ngã tư sở là chuyện của chính quyền Hà Nội, bởi nếu không sẽ lại là vấn đề rất cũ thông đầu này tắc đầu kia ông nguyễn viết dũng bị phạt 6,5 triệu đồng thưa quý vị và các bạn công an quận ngũ hành sơn thành phố đà nẵng đã ra quy định xử phạt hành chính ông nguyễn viết dũng với mức phạt tiền 6,5 triệu đồng vì dùng gậy gôn đánh người Ông Nguyễn Viết Dũng, 45 tuổi là chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn Đất Quảng, đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa 10 nhiệm kỳ 2021-2026, đồng thời là đảng viên đang sinh hoạt tại chi bộ thuộc thị ủy Điện Bàn. Về vụ việc khách chơi gôn đánh người tại sân gôn BRG Đà Nẵng, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Ngũ Hành Sơn và các đơn vị nghiệp vụ cùng công an phường Hòa Hải đã vào cuộc điều tra. Theo đó xác định chiều ngày 5 tháng 12 năm 2022, Ông Dũng cùng ba người đàn ông khác đến sân gôn BRG Đà Nẵng chơi gôn. Sân gôn cử bốn nhân viên KDA gồm chị NTAL, chú Phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn phục vụ nhóm khách. Sau khi nhóm khách chơi gôn kết thúc tại hố 13, hai KDA là chị Lan và Hoa, người tính điểm cho ông Dũng có tính số gậy đã đánh vào lỗ của ông Dũng. Trong đó chị L cho rằng chị Hát đã tính ít hơn một gậy cho ông Dũng nên cả hai xảy ra tranh cãi. Khi di chuyển sang đánh hố 14, chị Lan và Hoa tiếp tục cãi nhau về việc tính sai số gậy vừa rồi. Vì vậy ông Dũng bực tức cầm gậy gôn vung đánh về phía chị Lan và chị Hoa. Có đánh từ trên hướng xuống dưới trúng vành ngoài nón lá chị Lan đang đội. Cây gậy trượt qua vai chị Lan và đập xuống mặt đất bị gãy. Sau khi xảy ra vụ việc, chị Lan được đưa đi kiểm tra tại Bệnh viện Đà Nẵng và xác định chấn thương nhẹ phần mềm tại bả vai phải. Sau khi xác minh vụ việc, công an quận Ngũ Hành Sơn đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với hành vi dùng gậy gôn đánh chị Lan của ông Nguyễn Viết Dũng. Ông Dũng bị xử phạt với mức phạt 6,5 triệu đồng. Thu phí quốc lộ 51, Cục trưởng Cục đường bộ nói như đang đi giữa hai làn đạn. Thưa quý vị và các bạn, lãnh đạo cục đường bộ ví von như đang đi giữa hai làn đạn vì nếu để thu phí quốc lộ 51 quá mức sẽ bị khởi tố, bắt tạm giam, nhưng nếu làm không tốt, nhà đầu tư thắng kiện cũng bị xử lý hành chính, thậm chí hình sự. Ông Nguyễn Xuân Cường, Cục trưởng Cục Đường Bộ Việt Nam ví von về tình thế của lãnh đạo Cục Đường Bộ Việt Nam như vậy khi trả lời báo chí trưa mùng 9 tháng 1 về việc khi nào chốt được thời điểm dừng thu phí quốc lộ 51. Theo ông Cường, các dự án BOT giao thông khi hoàn thành đầu tư đều thực hiện quyết toán theo giá trị thực. Việc quyết toán được thực hiện trên cơ sở kiểm tra, thanh tra và giá trị quyết toán là giá trị cuối cùng của chi phí đầu tư dự án. Khi dự án BOT vào giai đoạn kinh doanh khai thác, ông Cường cho biết điều nhạy cảm nhất mà dư luận xã hội quan tâm là doanh thu thu phí. Theo ông Cường, Doanh thu thu phí được giám sát rất minh bạch qua thu phí tự động không ai can thiệp được, qua các đoàn giám sát của Cục Đường Bộ trong khoảng 10 ngày với sự tham gia của cơ quan thuế. Cục An ninh Kinh tế để phát hiện sai sót xử lý kịp thời. Kênh giám sát thứ ba là có hệ thống giám sát doanh thu trực tuyến. Với dự án BOT quốc lộ 51, ông Cường cho biết cũng nằm trong cái chung như thế. Nhưng dự án BOT quốc lộ 51 ký hợp đồng từ năm 2009, trải qua thời gian dài hơn chục năm, điều kiện của hợp đồng cũng có nhiều cái thay đổi. Do vậy cục đường bộ và nhà đầu tư đã đàm phán đến phiên 18 về việc dừng thu phí quốc lộ 51. Quá trình đàm phán có những cái theo quy định pháp luật rất rõ, có những cái liên quan đến vấn đề hợp đồng nhà đầu tư chưa đồng thuận nên cần phải có đàm phán nhiều lần. Với vai trò của cơ quan quản lý đường bộ giám sát doanh thu và chi phí các dự án, tránh việc thu quá, cục đường bộ đã nhiều lần báo cáo với Bộ Giao thông vận tải nếu không có gì thay đổi. Chiều ngày 9 tháng 1, lãnh đạo của Cục Đường Bộ sẽ học lại và có quy định cuối cùng, ông Cường cho biết. Nói thêm về cái khó trong đàm phán với nhà đầu tư, Cục trưởng Cục Đường Bộ Việt Nam Ví Von, lãnh đạo chúng tôi đang đi giữa hai làn đạn, nếu để nhà đầu tư thu quá sẽ vi phạm pháp luật, bị khởi tố bắt tạm giam. Nếu làm không tốt, nhà đầu tư thấy không đúng sẽ khởi kiện và nếu họ thắng thì tùy theo mức độ chúng tôi có thể bị xử lý hành chính, thậm chí nếu thiệt hại có thể bị xử lý hình sự. Cho nên áp lực rất lớn, đòi hỏi có sự chính xác và cân nhắc. Đây là áp lực rất lớn của cơ quan quản lý nhà nước trong thời buổi hiện nay vừa phải quyết lịch chính xác, vừa đảm bảo hài hòa lợi ích của nhà nước, nhà đầu tư và người dân. Để hài hòa được không đơn giản chút nào nhưng vẫn phải làm theo quy định chung, ông Cường cho biết. Sinh viên bức xúc vì phải nộp tiền máy lạnh theo tín chỉ, trường khẳng định làm đúng. Thưa quý vị và các bạn, mỗi sinh viên trường cao đẳng kinh tế đối ngoại thành phố Hồ Chí Minh nếu đăng ký học phòng có máy lạnh sẽ phải đóng 200.000 đồng, mỗi tín chỉ đóng tương đương 10.000 đồng trong bảng đăng ký thời khóa biểu của sinh viên trường cao đẳng kinh tế đối ngoại. Mới đây, nếu học phòng máy lạnh, các em phải đóng 200.000 đồng. Mỗi tín chỉ, sinh viên phải đóng 10.000 đồng tiền máy lạnh. Cụ thể môn tiếng Anh giao tiếp có 4 tín chỉ thì sinh viên phải đóng 40.000 đồng một máy lạnh. Môn thủ tục hải quan có 3 tín chỉ thì phải đóng 30.000 đồng. Môn bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu, 3 tín chỉ thì đóng 30.000 đồng. Việc này khiến một số sinh viên bức xúc vì cho rằng nhà trường tìm cách thu tiền. Ông Nguyễn Đức Minh, hiệu trưởng trường cao đẳng kinh tế đối ngoại cho hay, đối với các trường công lập, tiêu chuẩn của phòng học là không có máy lạnh mà chỉ dùng quạt. Trên thực tế, một số giảng viên và sinh viên muốn dạy và học ở trong phòng có máy lạnh vì đến mùa hè thời tiết rất nóng lực. Vì vậy, nhà trường đã chủ động lắp máy lạnh ở một số phòng học để phục vụ điều này. Trong thời khóa biểu, gửi sinh viên đăng ký môn học, nhà trường đánh dấu sao ở những phòng học có máy lạnh. Nếu đăng ký học phòng có máy lạnh thì sinh viên phải đóng thêm tiền. Mỗi tín chỉ tương đương 15 tiết học đóng 10.000 đồng mỗi học kỳ có 20 tín chỉ, học trong thời gian 5 tháng đóng 200.000 đồng. Theo ông Minh, đây là một lựa chọn cho sinh viên chứ không phải trường tranh thủ lấy tiền của các em. Sinh viên đăng ký học phòng có máy lạnh thì đóng tiền, còn không đăng ký thì học phòng bình thường có quạt. Vì vậy, ý kiến cho rằng trường tìm cách thu tiền của sinh viên là không đúng. Mặt khác, việc trường muốn lắp máy lạnh phải hỏi ý kiến sinh viên là rất kỳ cục.